Hoài Thư xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vì sao hầu hết người dân phản đối tiêm vaccine của Trung Quốc? Những quan điểm trái chiều. Vào hôm ngày 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc trong tổng số 5 triệu liều đặt mua của hãng này. Đây là lô vaccine nhập khẩu đầu tiên do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn Sapeco đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng mua của Sinopharm theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, có các văn bản được lan truyền trên mạng xã hội có nội dung cho thấy lãnh đạo cán bộ địa phương được phân loại trích vaccine theo thứ tự như là Pfizer, Moderna, AstraZeneca mà không hề thấy có Sinopharm. Điều này khiến cho người dân cho rằng khi phía nhà nước có sự phân biệt vaccine như thế thì làm sao mà thuyết phục người dân tiêm vaccine của Trung Quốc. Cách đây 2 hôm, báo điện tử Vietnamnet có thông tin về chất lượng vaccine COVID-19 của Trung Quốc cho hay. Hai vaccine là Sinopharm và Sinovac do Trung Quốc sản xuất sử dụng công nghệ virus bất hoại truyền thống đã được WHO phê duyệt và hiện là một trong những vaccine ngừa COVID-19 phổ biến nhất thế giới. Là một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn, bác sĩ Phạm Ngọc Thắng cho rằng số lượng vaccine về Việt Nam hiện nay như là muối bỏ bể. Muốn có hiệu quả thì phải chích ngừa kết hợp với lây nhiễm cộng đồng, ông nêu quan điểm về vaccine với RFA. Theo quan điểm của tôi, đã là vaccine thì AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer hay là Moderna thì đều có hiệu quả. Tất nhiên, mỗi loại có uy lực riêng và mỗi loại cũng có tai biến riêng. Cho y tế cộng đồng thì nếu có vaccine cộng với lây nhiễm tự nhiên và lây nhiễm bầy đàn thì nó sẽ tạo miễn dịch cộng đồng. Đa số người dân không tin vào vaccine do Trung Quốc sản xuất vì họ không tin ông bản vàng của nhà nước Việt Nam. Nhưng cũng có người chấp nhận Sinopharm vì có còn hơn không. Cô Thu Trà bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng trên Facebook cá nhân của cô rằng nếu được chọn vaccine để tiêm thì cô sẽ không bao giờ chọn vaccine Trung Quốc. Nhưng nếu không có sự lựa chọn nào khác thì cô đồng ý tiêm vaccine Trung Quốc. Lý do được cô giải thích là vì Trung Quốc đã khống chế được dịch cũng bởi trích vaccine Trung Quốc. Điều đó cho thấy tính hiệu quả dù không cao như là vaccine của Mỹ và Anh nhưng vẫn có tác dụng. Bên cạnh đó thì có cô Lan, một người dân sống ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Khu của cô ở rất là nhiều người bị dương tính với virus corona. Bản thân của cô không dám ra đường nên chỉ mong được chích vaccine càng sớm càng tốt. Nhưng cô sẽ từ chối chích vaccine Trung Quốc. Cô nói, ai cũng được chích ở phường hết. Tổ trưởng họ vào tận nhà hỏi mình rồi đăng ký cho mình luôn. Khi thuốc về thì phường sẽ gọi tổ trưởng, rồi tổ trưởng sẽ gọi tổ viên ra phường để chích. Em đã đăng ký rồi, nhưng nếu họ kêu đi chích thì em sẽ hỏi thuốc đó là thuốc gì rồi mình mới nhận diện. Nếu là thuốc của Nhật, Anh và Mỹ thì em chích, còn nếu mà thuốc của Trung Quốc thì em sẽ không chích. Mình đã biết Trung Quốc là một nước quá độc ác, nó hại nhiều nước chứ không phải là chỉ hại riêng nước Việt Nam mình nên không thể tìm Trung Quốc được. Là một tài xế, anh Minh có dịp tiếp xúc với nhiều người. Anh cho biết tất cả đều từ chối chích vaccine của Trung Quốc và bản thân anh cũng thẳng thừng từ chối. Không không không, dứt khoát là không chích vaccine của Trung Quốc. Thứ nhất, không thể tin là cái ông vừa sản xuất và có thể phát tán ra con virus này, vừa sản xuất ra thuốc ngừa để bán. Cá nhân của tôi và rất nhiều bạn bè của tôi không tin vaccine Trung Quốc, không thể tin được ông bạn vàng này. Thứ hai là tâm lý cảm thấy không công bằng khi các loại thuốc nổi tiếng về thương hiệu và hiệu quả thì lại được dùng để tiêm cho các cán bộ, quan chức, thậm chí là cả người nhà của các quan chức. Bây giờ nhập đến 5 triệu liều vaccine của Trung Quốc về Sài Gòn để tiêm cho ai? Tôi chở hàng nên gặp gỡ nhiều người. Ai cũng bảo dứt khoát là không tiêm vaccine của Trung Quốc dù trước đó đã ký đơn tự nguyện tiêm. Và kính thưa quý vị, tiêm loại vaccine nào? Tại Việt Nam, hiện có các loại vaccine của AstraZeneca châu Âu, Pfizer, Moderna của Mỹ và Sinopharm của Trung Quốc. Việc ai được tiêm loại vaccine nào đang là vấn đề gây tranh cãi. Khi có nhiều ý kiến cho rằng người dân thường sẽ phải tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn, ở đây được hiểu là vaccine của Trung Quốc.
trong khi người có đặc quyền sẽ có thể chọn vaccine theo ý muốn, ở đây là châu Âu và Mỹ. Trước đây, tôi thường yêu cầu các quan chức công khai tài sản. Bây giờ, tôi không còn yêu cầu này nữa mà lại có yêu cầu mới. Hãy công khai loại vaccine mà quý vị và gia đình của quý vị đã tiêm phòng. Doanh nhân Nguyễn Thiện từ thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook cá nhân rằng: vào ngày 31 tháng 7, công ty dược Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhập về 1 triệu liều vaccine Sinopharm, đợt đầu tiên trong lô hàng 5 triệu liều. Điều này một lần nữa gây ra tranh cãi, khi trên mạng có nhiều ý kiến cho rằng trong khi Hà Nội có thể được chọn giữa các loại vaccine của AstraZeneca, Pfizer và Moderna, thì nhiều người dân thành phố bị bắt buộc phải dùng vaccine của Trung Quốc bên cạnh các loại vaccine kia. Khi bình luận về điều này, doanh nhân Nguyễn Thiện viết đầy mỉa mai. Theo báo Thanh Niên, từ ngày 27 tháng 7, toàn bộ các phường, xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 lớn nhất lịch sử cho hơn 5 triệu dân, bao gồm 3 loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Trước đó, báo Vietnamnet có bài tiêm vaccine không nên kén cá chọn canh. Đúng rồi, AstraZeneca, Moderna hay là chích đại Pfizer cũng được chứ kén chọn gì. Còn người dùng Facebook Trần Duy Cảnh nêu ý kiến của mình. Việt Nam muốn đưa vaccine Trung Quốc vào sử dụng thì nên cung cấp thông tin nhiều hơn cho người dân. Thông tin trên mạng khá nhiễu và không đầy đủ, minh bạch như các loại của Mỹ và Anh. Tiêm vào người một loại vaccine không đủ thông tin như thế và lại từ một nước thiếu niềm tin như là Trung Quốc thì ngại ngần là đúng. Không tiêm thì sẽ bị phạt. Việc đẩy mạnh tiêm vaccine tại Việt Nam đang được tiến hành bằng nhiều hình thức, bao gồm cả tuyên truyền lẫn các biện pháp chế tài. Báo Quân đội Nhân dân vào ngày 28 tháng 7 có bài viết, trong đó khẳng định rằng tiêm vaccine phòng chống COVID-19 vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của người dân. Bài báo kết luận, các chuyên gia y tế cho rằng, tốt nhất là người dân nên tiêm phòng sớm để tránh nguy cơ mắc COVID-19, giảm sự lây nhiễm cho những người dễ tổn thương trong cộng đồng và giảm đáng kể các triệu chứng nghiêm trọng. Càng nhiều người được tiêm vaccine, cộng đồng càng được miễn dịch tốt hơn và đẩy nhanh việc kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Việt Nam hiện cũng có các quy định nhằm buộc người dân phải tiêm vaccine. Điều A khoản 2 điều 9 Nghị định 117 năm 2020, Nghị định Chính phủ quy định phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng với hành vi không sử dụng hoặc là cản trở việc sử dụng vaccine đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng dịch hoặc là vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Còn Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng quy định hành vi cố tình không chịu tiêm vaccine dẫn đến bị nhiễm bệnh rồi đi lây nhiễm cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Còn tại nhiều nước trên thế giới, chẳng hạn như là Mỹ, chính quyền đang vất vả trong việc khuyến khích người dân tiêm vaccine, thậm chí nhiều nơi còn áp dụng các hình thức khuyến mãi cho người tiêm vaccine. Các hàng rào kỹ thuật được lập nên, chẳng hạn hộ chiếu vaccine cũng được coi là biện pháp nhằm thúc đẩy người dân tiêm vaccine. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chính quyền Việt Nam thì thường có xu hướng áp đặt hơn là khuyến khích người dân hay là xây dựng các hàng rào kỹ thuật tinh tế. Chẳng hạn như là đi bầu cử, dù hiến pháp và pháp luật quy định bầu cử là quyền, tức là người dân có thể đi bỏ phiếu hoặc là không, thì chính quyền vẫn sử dụng nhiều biện pháp để buộc người dân phải đi bầu. Giữa lúc đó, trên mạng vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về việc tiêm vaccine, đặc biệt là sản phẩm từ Trung Quốc. Trong khi một số người cho rằng có tiêm là tốt, thì một số người khác lại nói họ không muốn tiêm vaccine của Trung Quốc. Có một người tên là Bùi Minh Tiến viết về việc có tiêm vaccine Trung Quốc hay không. Em tiêm rồi, nhưng nếu chưa tiêm, thì lựa chọn của em là nhà nước bắt thì em tiêm, còn có 2 đến 3 loại để lựa chọn thì em sẽ không tiêm vaccine của Trung Quốc. Và kính thưa quý vị, trong một diễn biến khác, một bệnh viện quốc tế ở Sài Gòn đang đề nghị được tiêm vaccine dịch vụ với cam kết về tốc độ tiêm rất nhanh. Mình đoán là việc này sớm muộn cũng phải diễn ra, như đã viết ở nhiều status. Nhưng chắc chắn là chính phủ sẽ chưa cấp phép cho điều đó diễn ra sớm được. Bởi vì nếu việc tiêm dịch vụ diễn ra song song với tiêm nhà nước, thì nó sẽ là sự so sánh với cách làm của chính quyền. Thì người dân sẽ thấy lòi ra những bất cập của cơ chế bao cấp.
Và đương nhiên, việc này sẽ khai tử quỹ vaccine. Người dân và doanh nghiệp thay vì đóng quỹ để hy vọng được tiêm sớm, thì họ sẽ chuyển sang bắp bánh trả tiền tươi, tiền trao cháo múc với cơ sở tiêm dịch vụ. Điều đó khá nguy hiểm cho sự chính danh xã hội chủ nghĩa với danh nghĩa là công bằng, bình đẳng trên TV của chế độ ta. Vì thế, có thể chính phủ chỉ đồng ý tiêm dịch vụ khi nhóm ưu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh được tiêm xong, hoặc là có thể giá tiêm bắt buộc phải đẩy lên khá cao để cho những người giàu mới có thể tiêm dịch vụ được và để tránh bị so sánh ngang hàng. Nhưng nếu chính phủ mạnh dạn chấp nhận mang tiếng để đẩy nhanh tốc độ tiêm, thì tiêm dịch vụ sẽ là giải pháp tốt. Nói gì thì nói, khi người ta có động lực là lợi nhuận, thì tốc độ làm việc sẽ nhanh và quy củ hơn rất nhiều so với bộ máy vốn dĩ đã trì trệ quen thói xin cho. Mình nghĩ với giá tiêm tầm 1 đến 3 triệu đồng, thì người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi tiêm ngoài nguồn, chả mấy chốc mà tiêm xong. Chính phủ đã dám làm một việc chỉ Việt Nam dám làm, đó là xin tiền của người dân, thì hy vọng chính phủ cũng dám làm một việc tương tự, đó là chấp nhận cho tiêm dịch vụ song song với tiêm bao cấp. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.